rồi, sắp lên hết rồi các bạn. Tại vì chiều nó đâu ngay các bạn, chiều cái đường đường vắng giờ nói chung thì cũng khỏe, có xe nhiều ha. Tại vì một số học sinh đầu có đi học về các bạn. Nó đâu ngay thì mình cứ chạy từ từ thôi thì dịch nó sẽ dẹt thôi các bạn. Đó. Rồi như vậy là đã hết rồi các bạn. Quá năm ngàn mấy các bạn. Rồi thì giờ mình cứ đóng chuồng để thay ảnh cẩm lại các bạn. Đây các bạn, con này nó giữ dịch khôn lắm các bạn. Nó hồi nãy mình có quay các bạn clip trước á, nó lùi vậy luôn ha. Hồi mình cũng phải đổ thức ăn thêm ha, đổ thêm. Dạ. Đó, anh chuẩn bị cái miếng điểm các bạn ơi. Để hồi mình gãi thức ăn rồi nói nữa ha. Nó cũng dạng lắm các bạn, nó không nhát không đứng cái bên mình luôn. Hiện tại thì các đồng ăn khác thì đã ta làm xong hết các bạn. Hiện tại thì mình đang quay ở đây là cái đồng này ở Hồng Văn Bạc Liêu ha. Và hiện tại thì bên Sóc Trăng cũng đang mở đồng nữa các bạn. Cho nó khô ra chút xíu là gãy thức ăn cho nó ăn đúng không? Này là đang đẻ gần đủ hộp hết rồi nha. Rồi bây giờ tiếp tục là lấy cái ăn đổ cho nó ăn dẫm thêm nè các bạn. Ồ các bạn ơi.
Hôm nay cho lên TV ha em trai. Chỉ là đổ thức ăn thêm 3 bao nữa nha các bạn. Trời qua muốn hết. Xong nha các bạn, thì mình kết thúc video đây nha.